chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới lạ, thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Grigori, thiên thần sa ngã xuống trần gian, đày đọa loài người. Grigori đã phạm phải sai lầm khi san xíu với phụ nữ trần thế nên bị Chúa trừng phạt biến thành quỷ dữ. Theo một số truyền thuyết thần thoại thì Grigori là thiên sứ đến từ những ngôi sao cổ xưa xuống dương gian để ban phát ánh sáng và tri thức. Còn trong sách Enos miêu tả Grigori hay còn gọi là Watcher, người canh gác, là 200 thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng vì có mối quan hệ tình cảm với nữ giới. Đó là một điều cấm kỵ làm ô uế thanh danh của thần linh nên bị Chúa trừng phạt. Những thiên thần bị tước bỏ thánh ân không được phép đặt chân lên thiên đường mà phải xuống trần thế. Quyển sách Enos cũng bàn về 4 cấp bậc của thiên thần sa ngã bao gồm Satanel, một thiên thần cấp cao từng có suy nghĩ đen tối rằng bản thân tốt đẹp uy quyền hơn Chúa nên đã bị đuổi khỏi thiên đàng trong ngày sáng thế thứ hai. Hắn bị giam giữ tại thiên đường thứ năm và được những kẻ sa ngã gọi là hoàng tử. Grigori, hồi những thiên thần sa ngã chán nản và buồn rầu, bị giam tại thiên đường thứ năm. Thiên sứ tông đồ, những kẻ nghe lời xúi dục và đi theo con đường sai trái của Satanel chống lại Chúa, họ bị giam giữ tại thiên đường số 2, vùng đất có màn đêm đen hơn bất cứ bóng tối nào tồn tại ở trái đất. Ngày qua ngày họ buồn rầu than khóc chờ đợi sự hành hình, phán xét cuối cùng trong ngục tù. Và thiên thần, nhóm này gồm có Grigori là những kẻ bị đẩy xuống trần gian, ban đầu nhiệm vụ của thiên thần là theo dõi loài người, nhưng sau một thời gian đã nảy sinh nhục dục, có quan hệ với phái nữ phàm trần. Mối quan hệ bị cấm đó đã tạo ra Nephilim, những sinh vật khổng lồ với hình dạng gớm ghiếc, gieo rắc tai ương cho nhân loại. Grigori khi xuống mặt đất có nhiệm vụ là theo dõi, dẫn dắt con người hướng đến cái thiện. Trong Ngụy Kinh có nói đến việc Grigori dạy pháp luật, công lý, ma thuật giúp con người tồn tại trong thế giới tốt đẹp, như Penemil dạy chữ viết, Amaroth dạy về bùa chú, Azazel dạy cách chế tạo vũ khí, Semchaya dạy về cách sử dụng thảo dược. Dưới sự lãnh đạo của Semyaja, những thiên thần sa ngã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống cơ khai của con người. Tuy nhiên, quy luật tự nhiên luôn tồn tại hai mặt trái ngược. Vì vậy mà, sau thời gian chung sống cùng với loài người, Grigori đã đắm chìm trong sắc dục, sa đà vào mối tình với người trần, sinh ra Nephilim. Nephilim là giống loài kết hợp giữa con trai của Chúa Grigori và con gái loài người. Nó mang hình hài to lớn và làm việc ác. Để nuôi dưỡng cơ thể khổng lồ, nó rất phàm ăn. Từ các loài động thực vật, nó chuyển sang ăn thịt người để thỏa mãn cơn đói bất tận. Điều đó khiến trái đất trở nên hỗn loạn, nên Chúa đã phái thiên thần Gabriel xuống báo cho Noah làm tuyên cứu chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Sau đó tạo ra trận đại hồng thủy, quét sạch Nephilim và những thứ ô uế của dương gian. Về thần Grigori thì bị Chúa xích lại để tránh tai họa. Theo đức tin của tín đồ Công giáo, Grigori là những thiên thần sa ngã phạm lỗi dẫn dắt con người đến tội ác, biến chất trở thành quỷ dữ. Grigori từ đội quân thiên thần đầu tiên đến trái đất đã bị cám dỗ bởi mật ngọt ái tình, rồi dần dần sa đà, gây nên họa lớn và cuối cùng phải nhận cái kết cục bi thương. Với nhiều người, Grigori không độc ác mà đã mang kiến thức hóa cho cuộc sống loài người. Là sinh vật mang bản chất của tự nhiên với hai mặt tốt, xấu, trái ngược,